Hòn Bảy Cạnh có diện tích hơn 680 hectare, nằm ở phía đông đảo chính Côn Đảo. Từ cảng tàu khách Côn Đảo, du khách có thể đi tàu hoặc cano mất khoảng 30 phút sẽ đến Hòn Bảy Cạnh. Đến đây du khách sẽ được đi bộ dưới những tán rừng, hít thở bầu không khí trong lành, nghe âm vang của các loài chim. Thấy thì rất là tuyệt vời luôn. Khung cảnh thì thiên nhiên thì rất là xanh tươi, hoa lá mọi thứ. Ngoài ra thì còn đến trạm kiểm lâm tiếp đãi khá là nhiệt tình. Đêm xuống tại Hòn Bảy Cạnh, du khách được trải nghiệm khám phá đời sống của loài cua xe tăng, loài cua cạn lớn nhất Việt Nam với chiều dài mai có thể lên tới 10 cm. Những năm trở lại đây, Hòn Bảy Cạnh đặc biệt thu hút du khách trong nước và quốc tế với tour du lịch xem rùa biển đẻ trứng và thả rùa con về biển. Đây là hoạt động trải nghiệm độc đáo và riêng có tại Côn Đảo dành cho những ai yêu thích thiên nhiên, muốn trải nghiệm, khám phá công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Xem rùa đẻ mà từ trước tới giờ mình chưa hề thấy và cũng chưa được xem qua phim ảnh, phải nói là một cái điều rất là tuyệt vời và tự hào. Cũng cảm thấy là mình nên cũng chung tay bảo vệ và đồng hành cùng với các bạn để bảo vệ cho môi trường. Thứ nhất là môi trường sạch sẽ thì rùa nó cũng sẽ, môi trường nó tốt thì rùa nó cũng sẽ đẻ trứng nhiều hơn. Ngoài cái công việc bảo tồn ra thì bọn tôi cũng phải là về phát triển du lịch. Phát triển du lịch thì muốn làm sao để ở đây thì gọi là du lịch là bảo tồn, cho nên để hài hòa thì chúng tôi là cũng phải là tuyên truyền vận động các cái du khách đến đây phải thực hiện đúng cái nội quy quy định của cơ quan đã đưa ra để làm sao cho nó đảm bảo cái công tác bảo tồn và du lịch để cho nó hài hòa. Đến với Hòn Bảy Cạnh, chắc chắn du khách sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên về một hòn đảo quang sơ yên bình, một khu vực bảo tồn đa dạng sinh học được giữ gìn gần như nguyên dạng nhờ sự quy hoạch đồng bộ trong phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại vườn quốc gia Côn Đảo.